review nhẹ về dòng iPhone XS Max. Ở thời điểm hiện tại thì con iPhone này có đáng để các bạn bỏ tiền ra mua hay không thì nó vẫn là một ẩn số, cho nên các bạn hãy xem hết video này và đưa ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhé. Điểm nhanh nhẹ về con điện thoại này thì công nghệ màn hình là OLED, độ phân giải là 1242x2688 pixel, màn hình rộng là 6.5 và tần số quét là 60Hz, vừa đủ cho anh em dùng nhé. Ở mức độ khách quan thì dòng iPhone XS Max các bạn có thể sử dụng tác vụ cách bình thường trơn tru ha. Nhưng mà để nói về chơi game, chiến game thì hoàn toàn là không thể. Và lý do đó chính là bởi vì con chip xử lý của nó chỉ dừng ở Apple A12 Bionic 6 nhân thôi. Tốc độ CPU thì 2x2.5GHz và 4x1.6GHz mà thôi. Chip đồ họa thì Apple CPU 4x nha mọi người. Bởi vậy cho nên các bạn chỉ dùng vừa đủ cho thao tác chụp hình vui vẻ thôi. Các bạn có thể sử dụng cho mục đích giải trí cũng rất là ok. Dành cho những tín đồ nào không có nhu cầu chơi game thì con này vẫn là một sự lựa chọn rất là phù hợp luôn. Chấm nhẹ một cái cho con này đó chính là camera của nó là 12 megapixel nha, camera sau. Còn camera trước là 7 megapixel. Tuy nhiên thì với ngoại hình nè, và hình ảnh và độ phân giải màn hình đem lại thì con này cũng được lòng chị em cũng như là anh em selfie rất là nhiều. Ưu điểm lớn nhất của con iPhone này đó chính là giá thành rẻ, phải chăng hợp với túi tiền của học sinh sinh viên. Đây cũng là điều mà nhiều bạn hướng tới. Nhân dịp Back to School thì Blackmore Store đang có chương trình sale giảm cực kỳ sốc dành cho các bạn học sinh sinh viên. Nên mấy bạn mà muốn rước mấy em điện thoại giá rẻ nè, giá tốt nè và cấu hình ngon hoặc là máy ngon, hoặc mình muốn lên đời thua cụ đổi mới thì ghé ngay Blackmore Store và tận hưởng ngay ưu đãi dịch vụ này nhé.